Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, quá trình hội tụ gió ở rìa phía tây của áp cao cận nhiệt đới hình thế gây mưa tại các tỉnh miền Bắc nước ta trong những ngày qua đang suy yếu, nên sang đến hôm nay, mưa chỉ còn chủ yếu xảy ra ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, song lượng mưa cũng không còn lớn như những ngày trước đó. Càng về trưa chiều, mưa sẽ giảm nhanh cả về diện và lượng. Thời tiết có dấu hiệu tốt dần, trời sẽ có nắng đan xen và nhiệt độ sẽ tăng lên khoảng từ 1 cho đến 2 độ so với ngày hôm qua. Nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều tăng lên mức 32 cho đến 35 độ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, nắng nóng sẽ xảy ra trong 2 ngày nghỉ cuối tuần tới khi áp thấp nóng phía Tây phát triển và nhiệt độ cao nhất sẽ tăng lên mức từ 35 cho đến 37 độ, một số nơi còn cao hơn 37 độ. Với các tỉnh miền Trung thì áp thấp nóng phía Tây vẫn chi phối kết hợp với hiệu ứng gió phơn cho nên nắng nóng tiếp tục diễn ra trên diện rộng với nhiệt độ tăng dần. Hầu khắp các tỉnh thành từ Thanh Hóa trở vào cho đến Phú Yên sẽ ở mức nhiệt là từ 35 cho đến 37 độ. Một số nơi thuộc khu vực vùng núi phía Tây như là tại Tương Dương, Hương Khê, Nam Đông và Đông Hà sẽ có mức nhiệt độ cao 38 độ và nắng nóng sẽ còn gia tăng tại các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ trong 2 ngày nghỉ cuối tuần. Với các tỉnh cực nam của Trung Bộ, từ Khánh Hòa trở vào cho tới Bình Thuận, thì thời tiết dịu mát hơn khi nhiệt độ thấp hơn từ 1 đến 2 độ so với khu vực phía Bắc, phổ biến từ 32 cho đến 34 độ. Đến chiều tối và đêm, một vài nơi còn có mưa rào và dông. Với các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, trong hôm nay thời tiết cũng sẽ chuyển sang trạng thái ít mây, ban ngày trời nắng mạnh và nền nhiệt độ tăng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại Tây Nguyên phổ biến sẽ tăng lên ngưỡng 30 đến 32 độ. Miền Tây Nam Bộ nhiệt độ sẽ duy trì trong khoảng từ 31 cho đến 34 độ. Tại các tỉnh miền Đông thì nhiệt độ có nơi còn tăng lên mức 34 cho đến 35 độ. Vào thời điểm chiều tối, những cơn mưa dông vẫn có thể xuất hiện cục bộ một vài nơi nhưng lượng mưa không nhiều và thường kết thúc nhanh. Tuy nhiên do ban ngày nắng nhiều và nhiệt độ mặt đệm khá cao nên những cơn dông xảy ra vào thời điểm chiều tối lại có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh rất nguy hiểm. Vì vậy bà con cần cảnh giác với những cơn mưa dông xảy ra bất chợt vào chiều tối trong những ngày này. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển. Thưa quý vị và bà con, khu vực Biển Đông bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, gió Tây Nam duy trì cường độ cấp 4 đến cấp 5, biển không động. Thời tiết trên biển tạnh giáo, mưa rào và dông chỉ xảy ra ở một vài nơi nên thuận lợi cho các hoạt động của tàu thuyền. Như vậy là các tỉnh miền Bắc trời giảm mưa nhanh và có nắng nhiều trở lại, tuy nhiên nắng nóng vẫn chưa có xuất hiện trên diện rộng. Trong khi Trung Bộ có nắng nóng từ Thanh Hóa tới Phú Yên với mức nhiệt đều trên 35 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng nhiều, chiều tối chỉ có mưa rào rải rác vài nơi với lượng không nhiều. Đến đây bản tin thời tiết sáng ngày 15 tháng 7 của Đài truyền kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày mới thật nhiều niềm vui và ý nghĩa. Thank you.
Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong ngày hôm qua, quá trình hội tụ trên cao đã gây mưa rào và dông rải rác cho các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ với lượng mưa phổ biến từ 10 cho đến 30mm, riêng ở Móng Cái, Quảng Ninh là 91mm. Sang hôm nay, quá trình hội tụ ở các tầng suy yếu dần cho nên mưa chỉ còn xuất hiện tại các tỉnh vùng núi giáp với biên giới vào đêm và sáng. Còn với khu vực Đồng Bằng và Trung Du thì mưa sẽ giảm đi đáng kể, mà ban ngày trời chuyển nắng và nền nhiệt độ có xu hướng tăng trở lại. Cao nhất ngày sẽ phổ biến ở mức từ 32 cho đến 34 độ. Với các tỉnh Trung Bộ, nắng nóng chỉ tạm thời dịu bớt trong 2 ngày qua, nhưng đến hôm nay thì số điểm nắng nóng tại khu vực sẽ có xu hướng gia tăng trở lại. Suốt dọc các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Quảng Ngãi tiếp tục có nắng nóng với mức nhiệt cao nhất ngày phổ biến ở ngưỡng từ 35 cho đến 37 độ. Một vài điểm thuộc vùng núi có thể chạm ngưỡng 38 độ. Các tỉnh từ Bình Định cho đến Ninh Thuận, nhiệt độ cao nhất ngày chỉ sấp xỉ 34 độ. Vào chiều tối có thể xuất hiện mưa rào cục bộ, sẽ phần nào xua đi không khí oi bức trong ngày. Lùi xuống Tây Nguyên và Nam Bộ, do tiếp tục chịu sự tác động của gió Tây Nam, nên trong hôm nay, các khu vực này vẫn duy trì tình trạng có mưa rào rải rác vào thời điểm chiều tối. Riêng các tỉnh ven biển như là Cà Mau, Kiên Giang và Bạc Liêu cần hết sức đề phòng hiện tượng mưa dông kèm theo gió giật mạnh. Vào ban ngày trời có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 cho đến 34 độ tại Nam Bộ và khoảng từ 29 cho đến 31 độ tại các tỉnh Tây Nguyên. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn sẽ được dự báo như sau. Thưa quý vị và các bạn, tại thủ đô Hà Nội, thời tiết duy trì trạng thái nhiều mây vào sáng sớm, nhưng đến trưa chiều, mây sẽ tan dần và có nắng gián đoạn. Trời khá oi bức với nhiệt độ cao nhất tăng lên mức 34 độ. Về đêm, mây tiếp tục xuất hiện nhiều và có khả năng gây mưa tại khu vực, nhưng về diện và lượng sẽ giảm đáng kể so với những ngày qua. Nhiệt độ thấp nhất ban đêm dao động từ 26 cho đến 27 độ. Trong ngày hôm nay, thời tiết tại thành phố Việt Trì cũng không quá khác biệt so với thủ đô Hà Nội. Do quá trình hội tụ ở các tầng suy yếu dần nên mưa giảm. Vào sáng sớm trời nhiều mây và nhiệt độ vào thời điểm này chỉ vào khoảng từ 26 cho đến 27 độ. Sau đó trời giảm mây và có nắng vào trưa chiều với nhiệt độ cao nhất vào khoảng 33 cho đến 34 độ. Như vậy là từ hôm nay nhiệt độ sẽ tăng dần. Nhận định xa hơn, từ ngày mai nắng nóng có khả năng xuất hiện trở lại. Chính vì vậy nhu cầu sử dụng điện của người dân luôn ở mức cao, đặc biệt vào giờ cao điểm. Quý vị nên lưu ý sử dụng tiết kiệm hợp lý, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng để tránh tình trạng quá tải vào giờ cao điểm. Thời tiết tại thành phố Đà Nẵng trong ngày hôm nay cũng không biến đổi quá nhiều. Vào buổi sáng, trời có mây thay đổi, nắng ráo và càng gần về trưa thì thời tiết chuyển sang khá oi bức với mức nhiệt cao nhất dao động từ 34 cho đến 35 độ. Về đêm và sáng, nhiệt độ giảm xuống ở mức thấp nhất là 27 cho đến 28 độ. Trời khá tạnh ráo và hầu như không có mưa. Với kiểu thời tiết như thế này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động diễn ra ngoài trời. Đến với thành phố Đà Lạt ngày hôm nay, thời tiết duy trì trạng thái mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có nắng với nhiệt độ cao nhất ngày chỉ phổ biến ở mức 25 độ. Do tiếp tục chịu sự tác động của gió Tây Nam nên về chiều tối mưa rào vẫn có khả năng xuất hiện ở một vài nơi tại khu vực nhưng với lượng không nhiều và trong thời gian ngắn nên nhìn chung sẽ ít gây trở ngại đến hoạt động lưu thông của người dân. Nhiệt độ thấp nhất về đêm dao động trong khoảng từ 17 cho đến 18 độ. Hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh trời duy trì mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, tuy nhiên cường độ nắng không quá gay gắt với mức nhiệt ban trưa phổ biến từ 33 cho đến 34 độ. Vào chiều tối những đám mây đen sẽ kéo đến và gây mưa rào tại thành phố, tuy nhiên thì mưa cũng chỉ diễn ra trong thời gian ngắn với lượng không nhiều. Thời tiết nhìn chung không gây tác động nhiều đến việc lưu thông và những sinh hoạt thường nhật của người dân nơi đây. Nhiệt độ về đêm giảm xuống mức thấp nhất là khoảng 25 đến 26 độ. Là một thành phố thuộc miền Tây Nam Bộ, nên thời tiết nơi đây sẽ có phần dễ chịu hơn. Trong ngày hôm nay tại Cần Thơ, ban ngày trời có nắng ở mức độ vừa phải với nền nhiệt độ tăng, cao nhất đạt khoảng 32 cho đến 33 độ. Về chiều tối thì mưa rào có khả năng xuất hiện, vì vậy người dân nên hạn chế tốc độ khi lưu thông để tránh trơn trượt và những va chạm đáng tiếc có thể xảy ra. Cũng do có mưa nên thời tiết về tối đến đêm khá dịu mát, nhiệt độ thấp nhất giảm xuống mức 25 cho đến 26 độ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời tiết đô thị ngày 15 tháng 7 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.